Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh toàn thành phố nghỉ học dài ngày. Để không ảnh hưởng đến việc học tập và ôn luyện của các học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai ứng dụng điều hành trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo và việc dạy học trực tuyến. Ứng dụng học tập trực tuyến được tải về máy tính, điện thoại thông minh sẽ giúp các thầy cô giáo và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố duy trì hoạt động dạy học, tìm kiếm thông tin ngành học trong điều kiện hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người cái việc mà dạy học trực tuyến thế này rất có tác dụng trong cái việc phòng chống dịch trong giai đoạn tới này để cho cái việc mà học sinh nghỉ học mà vẫn có thể học được thì chúng tôi đã triển khai cái phần mềm về dạy học trực tuyến trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mạnh phần này để cho các nhà trường các thầy cô giáo trong cái điều kiện học sinh không đến trường được thì vẫn có thể triển khai dạy học được bài mới cũng như là việc ôn tập thì việc đó sẽ giúp cho cái việc mà học của học sinh nó không bị gián đoạn và có cái kế hoạch để phòng ngừa nếu như tình trạng nghỉ học có thể kéo dài trong thời gian sắp tới. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Hải Phòng đặt tại địa chỉ csdl.haiphong.edu.vn trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu mỗi giáo viên học sinh được cấp một tài khoản truy cập vào hệ thống có thể sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại hỗ trợ giáo viên giao bài tập cho học sinh từ file ảnh file video hoặc bài tập file văn bản nhận bài tập và chấm điểm bài tập cho học sinh qua mạng internet giáo viên có thể tổ chức lớp học trực tuyến với hình thức gửi video bài giảng đưa các nội dung bài học bài kiểm tra tài liệu câu hỏi ôn tập xem kết quả bài tập của học sinh mình hệ thống hỗ trợ phiên bản trên thiết bị di động thông minh giúp cho việc trao đổi giữa gia đình và nhà trường tiện lợi, nhanh chóng, không bị giới hạn về thời gian. Trong cái thời gian nghỉ này các cháu rất có thể sao nhãng và quên mất kiến thức. Chính vì vậy mà cái nội dung kiến thức chúng tôi cập nhật thường xuyên thì phụ huynh rất phấn khởi và các em học sinh thì tham gia một cách tích cực tới trên 90% số lượng học sinh của các lớp là tham gia trực tuyến và phản hồi của các em rất phấn khởi khi được tiếp cận với phần mềm quản lý này trong cái giai đoạn rất là khó khăn mà Học sinh không đến trường mà các thầy cô vẫn tiếp tục quản lý và dạy dỗ các em như thế này. Hiện tại đang là thời gian cao điểm học tập và ôn luyện của các em học sinh cuối cấp 2, cấp 3. Do đó, hệ thống học tập trực tuyến có thể góp phần hỗ trợ cho học sinh ôn tập, một phần tìm hiểu những kiến thức mới trên cơ sở các giáo án giáo viên cung cấp trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Các em có thể truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu để tìm kiếm những thông tin cần thiết. Điều này cũng góp phần làm giảm bớt nỗi lo của các bậc phụ huynh khi con em của mình không thể đi học. Về phần nào đó thì em thấy học online thì mình, bọn em cũng đang thời điểm cấp rút cần luyện rất nhiều đề nên là học online sẽ đảm bảo cho em được lượng kiến thức cũng như là đề để bọn em tiếp xúc có sát nhiều với những loại đề khó hơn. Trong thời điểm đang có dịch thì việc học trực tuyến online cũng sẽ giúp bọn em là có thêm thời gian ở nhà cũng là tập trung ôn lại những kiến thức bọn em đã học được và tập trung ôn luyện những cái đề mà em có thể tự kiếm được trên mạng cũng như là đề giáo viên đề các thầy cô cho Tôi thì tôi thấy rằng là học mà trực tuyến online ấy, thì tôi rất là yên tâm bởi vì là trong cái thời gian dịch như vậy thì con được nghỉ dài và năm nay con cũng là học cuối cấp của lớp 12 thì, thì khi học trực tuyến thì tôi và nhà trường đều quản lý được con khi mà con học ở nhà thì cũng yên tâm là trao đổi bài và cùng thầy cô và con cũng không 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 đi chơi để ra ngoài có nghĩa là sợ dịch bệnh lây lan. Hiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng sẽ mở miễn phí, học sinh có thể truy cập, đăng ký tài khoản để học tập và làm bài tập, giúp củng cố kiến thức kèm với sự hướng dẫn kết nối cụ thể từ phía giáo viên chủ nhiệm.